Vâng, xin chào anh chị. Chúng ta tiếp tục trong bài học tiếp theo về chủ đề là hạnh phúc gia đình, tình yêu thăng hoa với sự dẫn dắt và hướng dẫn của chuyên gia về tâm lý học, là chuyên gia về xây dựng mối quan hệ con người, Mr. X. Vâng, Mr. X là ai? Mr. X là tôi. Và tôi là ai? Tôi là Mr. X. Các bạn đừng đi tìm hiểu làm gì. Các bạn có thể liên hệ với tôi qua địa chỉ mrxvietnam@gmail.com để được tư vấn và trợ giúp nếu anh chị và các bạn có yêu cầu. Còn chúng ta đừng quan tâm đến tôi là ai, hãy quan tâm đến nội dung của Mr. X cung cấp cho anh chị và các bạn là những cái gì. Ok. Bài học này thì ta sẽ nói về một cái trụ cột tiếp theo của hạnh phúc gia đình, đó chính là trụ cột tài chính. Không thể phủ nhận rằng là tiền rất là quan trọng đối với cuộc sống ngày nay. Có người nói rằng là có tiền mua tiền cũng được, có người nói rằng là tiền nhiều để làm gì, một cái câu nói kinh điển trong thời gian gần đây là tiền nhiều để làm gì, đúng không ạ? Thế thì cái người nói câu này là người rất nhiều tiền, nhưng mà làm gì để nhiều tiền thì người này không nói, đúng không ạ? Và thực tế thấy rằng là có những người cũng không quan trọng là tiền, có những người thì cũng coi trọng tiền, cái này tùy thuộc quan điểm, nhưng theo số đông tiền rất quan trọng. Có tiền cộng với việc là có đạo đức tốt, có suy nghĩ tốt, có hành động tốt, đấy là điều tuyệt vời và giúp cho cuộc sống của mỗi người, cuộc sống của mỗi gia đình trở nên dễ dàng và dễ chịu hơn rất nhiều. Đúng không ạ? Có tiền, bạn sẽ có thể cho con cái học trường tốt, đúng không ạ? Bạn có thể cho con cái cơ sở y tế tốt, bạn có thể cho bố mẹ đến bệnh viện tốt, đúng không ạ? Bạn có thể chăm sóc sức khỏe cho mình bằng các loại thực phẩm tốt. Bạn có thể có những cái chuyến đi du lịch, bạn cũng có thể có những cái chương trình chăm sóc spa cho bản thân tốt. Đấy là phải có tiền. Rồi cũng có người nói rằng là gì? Khóc ở trong xe hơi hay là khóc trên xe đạp, xe máy, cách nào thì tốt hơn? Cũng là những giọt nước mắt, cũng là những giọt nước mắt đầy đắng cay và mặn, mặn chát. Thế thì bây giờ bạn khóc trong xe hơi hay bạn khóc trên xe đạp? Phụ thuộc vào việc là bạn có tiền hay không có tiền, phụ thuộc quan điểm của bạn về tài chính. Nhưng Mr. X cho rằng là gì? Tài chính là một phần quan trọng của trụ cột trong cái việc xây dựng nên hạnh phúc gia đình. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cãi vã, dẫn đến xung đột, dẫn đến rạn nứt trong hôn nhân và cuối cùng đấy là dẫn đến ly hôn cũng là vấn đề về tài chính hay là vấn đề về tiền. Vì vậy chúng ta cần phải xử lý vấn đề này một cách là thấu hiểu, thấu đáo. Thứ nhất là chúng ta phải thống nhất với nhau cả vợ lẫn chồng, đúng không ạ? Cả gia đình phải chung lưng đấu cật vào là gia tăng thu nhập cho gia đình. Người vợ hoặc người chồng hoặc cả hai đều phải cố gắng nỗ lực kiếm thêm tiền cho bản thân và cho gia đình. Chứ không phải là người vợ đi làm lương 5 triệu một tháng, hài lòng rồi, về nhà chăm hai đứa con. Người chồng đi làm lương 10 triệu một tháng, hài lòng rồi, về nhà với vợ. Và cuộc sống cứ như thế êm đềm trôi qua. Và hàng xóm nhìn thấy rằng là không có cái gì đấy chê trách. Hai vợ chồng rất hạnh phúc, rất yêu thương nhau. Tuyệt vời, rất tuyệt vời, đúng không ạ? Và bạn có thể ngưỡng mộ một gia đình như vậy. 20 năm chung sống không một lời nào nói với nhau, không một to tiếng. Con cái đi học hành đầy đủ. Tiền nhiều để làm gì? Không cần. Bạn chỉ cần thế là được rồi. Ok. Một ngày đẹp trời, bố mẹ ốm, đau, bệnh tật, đi vào bệnh viện, không có tiền, người ta trả về. Con cái ốm, đau, bệnh tật, không có tiền, người ta trả về. Bạn sống bằng tình thương của xã hội à? Đúng không ạ? Con bạn đang học một cái trường rất rất bình thường. Bạn lại viện dẫn rằng là ngày xưa tôi cũng học cái trường bình thường đấy. Tôi cũng thành tài đấy thôi. Tôi cũng lớn lên, tôi cũng đi làm, tôi cũng kiếm được tiền đấy thôi. Nhưng bây giờ nó khác rồi bạn ơi. Thời thế thay đổi, đừng lấy 30 năm trước ra để so với bây giờ. Đừng lấy 40 năm trước để so với bây giờ. Ngày xưa ai cũng không có tiền và mọi người đều sống được. Nhưng bây giờ không có tiền, sống hơi bị khoai đấy bạn ạ. À. Sống rất khó khăn, sống rất chật vật. À, thế nhưng nhiều tiền rồi để vợ chồng ly tán, đánh chửi nhau, cãi vã nhau, đưa nhau ra tòa, kiện tụng nhau, bồ bịch thế này thế kia thì đúng là tiền nhiều để làm gì. Vậy chúng ta cần phải xác định rõ ràng, tài chính là rất quan trọng.
Nhưng trong đó là chúng ta kết hợp rất nhiều các trụ cột, chứ chúng ta không để riêng một trụ cột tài chính và những trụ cột khác chúng ta không quan tâm, đúng không ạ? Bạn tiền nhiều nhưng bạn vẫn hàng ngày chăm chút hâm nóng tình cảm, bạn vẫn đưa nhau đi du lịch, đúng không ạ? Người phụ nữ vẫn đẹp, trẻ trung, xinh đẹp, vẫn chiều chồng, vẫn yêu chồng, đúng không ạ? Rồi thì hàng ngày chúng ta vẫn chăm sóc cho nhau, chăm sóc sức khỏe cho vợ, cho chồng, cho con, cho bố mẹ vợ, bố mẹ chồng, mọi thứ đều tốt đẹp. À, tất nhiên chúng ta sẽ không thể nào lường hết được các tình huống. Và trong lời khuyên này thì tôi muốn nói là chúng ta phải gia tăng thu nhập cho gia đình để có cuộc sống tốt đẹp hơn, đặc biệt là người đàn ông. Người đàn ông với vai trò trụ cột của gia đình thì phải chú trọng đến điều này. Các bạn biết chưa? Hãy suy nghĩ về điều đó, hãy liên tục suy nghĩ về điều đó. Làm thế nào để gia tăng thu nhập? Bằng cách là có thêm nhiều tài năng, có thêm nhiều mối quan hệ, có thêm nhiều công việc. Đó chính là cách chúng ta sẽ gia tăng. Được chưa? Rồi tiếp tục lời khuyên thứ hai, đấy là chúng ta phải chi tiêu tiết kiệm và hợp lý. Người phụ nữ tiêu hoang sẽ không thể nào cuộc sống gia đình trở nên tốt đẹp được. Một người phụ nữ cờ bạc lô đề và tương tự như thế một người đàn ông cờ bạc lô đề sẽ khiến cho tài chính gia đình kiệt quệ và rất khó để có cuộc sống không cãi vã, hạnh phúc êm đềm. Rất khó. Có nhưng không phải là dễ dàng gì, đúng không ạ? Vì vậy lời khuyên thứ hai là chúng ta phải chi tiêu tiết kiệm và hợp lý. Chúng ta phải suy nghĩ về việc là ăn tiêu làm sao cho nó hợp lý nhất, đúng không ạ? Người ta nói buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hạt tiện, cái đấy là có lý do đấy ạ. Và không quan tâm đến chuyện là chúng ta kiếm ra bao nhiêu tiền, mà quan tâm đến việc là chúng ta có bao nhiêu tiền, tiết kiệm được bao tiền, giữ được bao nhiêu tiền, đấy mới là điều quan trọng. Một người phụ nữ biết vun vén, biết đầu tư, biết lo nghĩ lo xa, ăn tiêu vừa vừa phải hợp lý sẽ giúp cho cuộc sống gia đình trở nên dễ chịu hơn, hạnh phúc hơn. Cái đấy là có thật. Một người đàn ông biết kiếm ra tiền, biết quản lý tài chính tốt, đúng không ạ? Không sa đà vào những cái chuyện lô đề cờ bạc, rượu chè thì cuộc sống gia đình sẽ trở nên thuận lợi hơn, đúng không ạ? Con cái, họ hàng có nhiều điều kiện phát triển hơn. Đó. Không có điều gì là có một mặt tích cực của nó, cái gì cũng đều có hai mặt, nó có những cả những cái mặt xấu của nó nữa, chúng ta phải kiểm soát những mặt xấu và phát triển những mặt tích cực, đúng không ạ? Chúng ta cần phải hiểu biết về tài chính cá nhân. Tài chính cá nhân là như thế nào? Đúng không ạ? Chúng ta phải chia các nguồn thu nhập của chúng ta ra thành nhiều phần, đúng không ạ? Chúng ta chi tiêu thường xuyên, chúng ta là sẽ có những khoản đầu tư, có khoản thụ hưởng, có khoản dự phòng, rồi thì làm sao nhá? Có những cái khoản là tiết kiệm, đấy. Thì các bạn có thể chia thành 5 khoản, 7 khoản tùy vào cái cách của các bạn làm. Nhưng chúng ta nên áp dụng triệt để cái lời khuyên về tài chính cá nhân này, đúng không ạ? Chi tiêu hàng ngày ít thôi, phải có khoản đầu tư cho bản thân, đi học đi, học cái này học cái kia, mua sách mua vở đi, và phải có khoản đầu tư gửi vào, ví dụ mua chứng khoán hay là mua vàng hay mua đô la hay mua đất, đúng không ạ? Hay là đầu tư vào một công ty nào đấy. Tất nhiên đầu tư phải có kinh nghiệm, chứ không phải là thấy Mr. X nói là bảo là đầu tư thì cũng cứ đi đầu tư và chẳng biết là đầu tư vào đâu, đầu tư cái gì mất hết, cãi vã nhau, đúng không? Ok. Đấy, rồi thì phải có khoản tiết kiệm, phải có khoản dự phòng, đấy, thậm chí là phải mua bảo hiểm. Đấy, để làm gì? Để bảo hiểm sức khỏe, để bảo hiểm cho những cái rủi ro của gia đình. Ngày nay chúng ta thấy là xe hơi được mua bảo hiểm rất nhiều, nhưng mà người kiếm nhiều tiền nhất trong gia đình là người chồng hoặc người vợ thì lại không mua bảo hiểm. Cái đấy là cái rất là vô lý, mọi người chú ý nhá. Mọi người phải mua bảo hiểm cho mình thì cuộc sống nó mới trở nên an toàn hơn trong một cái cuộc sống nó đầy rủi ro như thế này. Và chúng ta phải tuân thủ các cái quy tắc của tài chính cá nhân một cách triệt để, áp dụng một cách triệt để, thậm chí có những cái phần nó hơi gọi là tiết kiệm quá, hà khắc quá, và chúng ta phải tuân thủ triệt để. Đấy, ví dụ như là bạn có thể buổi sáng bạn muốn tiết kiệm được chi tiêu thì bạn phải đi chợ sớm, nhưng không, người phụ nữ ngủ đến 8 9 giờ mới dậy ra siêu thị đi mua đồ về, cũng chẳng thấy là đắt hơn là bao. Nhưng nếu các bạn chạy sớm, các bạn tần tảo hơn, các
bạn sẽ tiết kiệm được. Bạn chuẩn bị đồ ăn sáng ở nhà, với việc là cả gia đình đi ra ngoài ăn sáng mất 100-200 ngàn, đúng không ạ? Bạn chuẩn bị đồ uống, nước ép, trái cây cho chồng mình, cho mình mang đến cơ quan, sẽ tiết kiệm được 100 ngàn anh ta đi ra ngoài mua đồ ăn, đồ uống ở quán cà phê. Các bạn thấy đấy, cứ cộng 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 vào, có khi một tháng bạn đã tiết kiệm được vài triệu đồng, rất là nhiều, đúng không ạ? Mà chưa kể đến là yếu tố về sức khỏe được đảm bảo. Đấy, đúng không ạ? Và chúng ta phải hiểu biết về đầu tư, và chúng ta phải có thể có những kênh đầu tư tốt. Và MrX thì cũng biết rất là nhiều các kênh đầu tư, như là kênh đầu tư bất động sản, kênh đầu tư chứng khoán, kênh đầu tư cổ phiếu, kênh đầu tư của các cái tổ chức tài chính, các quỹ mở, kênh đầu tư vào các công ty, hoặc là thậm chí là tiền kỹ thuật số, Bitcoin, đúng không ạ? Rồi thì rất nhiều các cái kênh khác. Và đặc biệt là phải luôn luôn đầu tư vào bản thân mình để gia tăng cái khả năng kiếm tiền, và phải bảo vệ cho mình. Đấy, thì một trong những yếu tố để một cuộc sống trở nên dễ chịu hơn là chúng ta có thêm thu nhập. Chúng ta có thu nhập thụ động, chúng ta có thu nhập chủ động, và chúng ta kiểm soát được cái chi tiêu, và chúng ta hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chúng ta có tiền để mua sắm cái này cho bố mẹ, mua sắm cái kia cho vợ chồng, đầu tư cái này cho con cái, nhìn cái này cho tương lai. Thì tôi nghĩ một cái cuộc sống như vậy, chúng ta không bị áp lực nhiều về tài chính, hoặc là chúng ta không bị áp lực về tài chính, thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng làm những điều mình thích, đúng không ạ? Thích thì nhích thôi đấy, hay trên mạng hay nói như vậy, thì tôi nghĩ rất là tuyệt vời, và cái cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên dễ chịu, dễ chịu hơn rất là nhiều so với người không có tiền, những người mà phải ăn đong từng bữa. Như tôi đã nói, cái gì cũng có hai mặt, nhiều tiền cũng có cái khổ của người nhiều tiền, người giàu cũng khác mặt, đúng không ạ? Nghèo thì cũng có cái khổ của người nghèo, không không một cái gì là nó có một mặt thôi, nó chỉ có mặt tích cực. Và điều quan trọng nhất tôi luôn luôn nói đó chính là thật tuyệt vời nếu như bạn có tiền, bạn lại có tri thức, bạn lại có sức khỏe, bạn lại có hiểu biết, đúng không ạ? Bạn phân bổ cái nguồn lực tài chính của mình cho các cái bộ phận, cho các cái phòng ban, cho các cái đơn vị phù hợp, đúng không? Thí dụ như là với gia đình nội ngoại, với bạn bè, với anh em, với con cái, với vợ chồng của mình, bạn có những cái khoản đầu tư nó rất hợp lý như vậy, thì tôi nghĩ cuộc sống nó sẽ tốt, đúng không ạ? Và chúng ta phải nhớ rằng là phải tuân thủ tuyệt đối cái nguyên tắc về tài chính, để giúp cho mỗi một gia đình có thêm thu nhập tốt, có tiền khoản tiền tiết kiệm tốt, đầu tư cho con cái trong tương lai, và giảm bớt áp lực về tài chính và chi tiêu một cách hợp lý. Vâng, xin được cảm ơn tất cả anh chị và bạn đã theo dõi bài học lời khuyên về tài chính, một cái trụ cột rất là quan trọng cho hạnh phúc gia đình và giúp tình yêu thăng hoa. Xin được gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo của MrX. Xin chào.